Hey, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một buổi tắm cho các thú cưng tại xóm nha. Tắm cho các chú chó nha các bạn. Buổi sáng các chị có nấu được rất là nhiều việc để làm nha các bạn. Nhìn thấy nào là phải tắm chó nè, rồi cho thú ăn, rất là nhiều việc. Anh cần giải tán bóp nha, mày nào thích mấy chú chó này thì cứ liên hệ với shop có bán luôn. Ok. Điện coi. Bắt nhau, bắt nhau. Từng đứa một tắm. Qua đây. Qua đây. Đủ qua hết. Muốn tắm cho nó phải chia làm hai cái lòng nha các bạn. Nắng lâu lâu vệ sinh lòng chuồng luôn. Nha, rất là thịt giòn, con ri các bạn. Nè, nè, nè. Sẽ kiếm mấy quay cao lên xíu. Kịp. Đứa nào cũng được tắm thôi. Sao cái gì? Trực tiếp không có xịt xà bông lên lông của chó nha, thấy sao lãng bằng nước. Yo.
quan không? Chưa? À, được rồi, mình có bớt. Bớt nhẹ nhẹ lại đây. Lông nhiều mà thịt cũng nhiều nữa ông ơi. Nằm mấy ơi. Bạn nào thích thì giúp bé này nha. Bé này một được 15 tháng, bao hiền. Đấy. Rất là ngoan đó các bạn. Bạn đi chơi đi con. Đi dạ. Chơi đi. Thích thì có bầu. Cái nào ra tắm nè. Ah!
khác. Oh.
Bây giờ là chúng ta đã tắm cho các chú chó xong rồi. Bây giờ mình sẽ tắm cho các bé khác nha. Mình sẽ theo dõi phần tiếp theo nhé. Xin chào.